Sáng tạo Vlog xin gửi lời chào trân trọng đến toàn thể anh em bạn bè xa gần cũng như bà con nông dân trên toàn quốc. Hôm nay mình quay thử cho các bạn xem một cái khu vực dự trữ thức ăn. Nếu mà nói về bạn nào mà thích ăn cá da trơn, nhất là cá trê, thì coi như đây là một cái tủ lạnh mà để ăn hàng tươi mãi mãi. Nên các bạn để ý đây, đây thước đây, đo cho các bạn xem diện tích đây nhá. Đấy, bên kia là bờ bên kia rồi. Đấy, diện tích đây. Đấy, kịch rồi. Đấy, có hai viên gạch đây thôi các bạn. Đây, rộng là hai viên gạch, tóm lại một viên gạch 60 tùy các bạn nhá. Đấy, còn đây là chiều dài này. Đây, cái này là 1m3. Đấy, kìa, có 1m3 nhá. Đấy, 1m3 80 và 1m3. Và trong khi đó là ở trong này mình nuôi là đây 100 con. Đây các bạn, đấy, thoải mái đi, 100 con. Đấy, loại này bây giờ cũng đã từng cân nếu mà có to rồi. Đấy, như con này nó rơi vào tầm khoảng 2 lạng, 2 lạng rưỡi, 3 lạng gì đấy. Đấy, còn những cái con bé khác thì mình nuôi nó nhiều cỡ để lúc nào thích ăn con nào to thì mình ăn trước, con nào bé mình ăn sau. Đấy, cái này thì thực ra nói là mình nuôi là nuôi tận dụng thức ăn chứ không cho ăn cá nước lát nhá. Cái này mình tận dụng. Đây, cái chổ nước đây các bạn. Đây, mình làm cái chổ nước đây. Đây, cắt cái ống này. Ống này là của cái lọ chai UKC2 nước mắm được hết. Đây, cái nắp đó đây, nắp bên ngoài. Nếu mà khi mình xả nước lâu lâu mình thay một lần ấy, thì là mình xả nước vào thì đây hôm nay mình thay nước. Đấy, mình xả nước thì là mình vặn cái nắp chai ra cái là nó tự chảy hết. Đấy, đây các bạn xem, đấy tỷ lệ cá đây. Đấy, rất là to và lớn bình thường. Nếu mà ta mổ gà hoặc là những cái vật dụng dư thừa của con vật mà mình mổ, có thể là mình cho ăn, hoặc là nếu mà cái giun quế, đây thì mình nuôi là mình nuôi bằng giun quế các bạn, nếu nó lớn rất nhanh. Đấy, nếu mà ta không muốn lớn nhanh thì ta hạn chế cái thức ăn cho nó. Đấy, ta chỉ cho ăn vừa phải thôi. Đây là chê ta nhá các bạn nhá. Đấy, đây là chê ta mà nó đã thế này rồi. Đấy, còn nếu mà nuôi chê lai thì nó lớn nhanh lắm. Đây mình nuôi chủ yếu là chê ta. Đấy, chê ta đây các bạn này. Đấy, nên là lúc nào thích ăn là ta cứ thế bắt lên thôi, không có gì cả. Đấy, mình cho ăn giun quế rồi. Ê, thỉnh thoảng vẫn vứt cho nó mấy cái bèo cái biếc vào để cho nó ăn nhá, để nó có thêm cái đấy. Hôm nay mình thay nước nên mình tranh thủ mình giới thiệu cái cách nuôi thay tủ lạnh. Đó lại đây là cái tủ lạnh. Đấy, nhưng mà được ăn đồ tươi và mình thích ăn lúc nào thì mình bắt. Đấy, đây các bạn, đây mình thay nước. Nước này nước gì khơi bơm vào thôi các bạn, không phải là trên tép thả xuống, mà nước bơm trực tiếp luôn. Vì cái cá chê này mình không sợ vấn đề là về độ pH các bạn. Sức bền và sức chịu đựng của nó rất tốt nên không sợ độ pH nhá. Đấy, đây. Các bạn cái bể này đấy, vừa nãy mình đo là nó nói chung là chỗ này là diện tích nó chỉ có thế này thôi, nên là mình cũng là 1m3 mà trong đó mình nuôi 100 con. Thế là mà trong đó bơm là có một đây tí mình đặt viên gạch vào cho các bạn xem. Chỉ cần bơm ngập viên gạch này thôi các bạn ạ. Ngập viên gạch đây là được, không cần phải bơm nhiều nước quá, nó lãng phí mà nó tốn kém. Nên là ta lâu lâu lại thay nước, nếu cảm thấy lúc nào nó bẩn ấy thì ta thay, còn không thì thôi. Đấy, các bạn cho ăn thoải mái luôn. Đấy. Đấy, đây này. Đấy, lâu lâu các bạn cũng nên vệ sinh cái bờ, vì cái con chê ấy thì vốn dĩ ra trơn nó nhớt, nó bám vào cái đấy này, bám vào cái thành bể, nên là cái gạch này nó sẽ có màu ố vàng. Ố vàng thì lúc nào ta thấy nó ố thì ta lấy cái rẻ hoặc cái gì đấy, cái rửa xe máy, cái bàn chải rửa xe máy cũng được, hoặc là chổi được, các bạn đưa vào các bạn quét qua mấy lần cái là nó hết. Đấy, đây tôi đang thay nước đây các bạn. Đó. Đang thay nước nha. Đây, nước đây. Các bạn nhìn đây. Đó. Đó, thay nước, nước tự chảy nhá, không việc gì cả. Đó, ta chỉ cần nuôi như thế này thôi. Lúc nào ta thích ăn thì ta bắt. Có khách muốn ăn cá chê kho, cá chê đốt, nướng hoặc là riềng mẻ, tùy theo. Tóm lại là ăn kiểu gì có kiểu đấy. Đấy gọi là đây mình lấy cái ô diện tích này, nó chỉ bằng gọi là cái tủ lạnh, vì nó to hơn tủ lạnh một tí thôi, nên là mà nó đỡ tốn điện. Như cái là ta mất công, nhưng mà mỗi người có một cái thú vui. Đấy, có thể ta nuôi quanh năm, nuôi ăn lúc nào thích thì ăn. Và nếu có nhu cầu mà nuôi nhiều, có diện tích nhiều thì các bạn nuôi bán.
À, nếu nuôi diện tích nhiều các bạn kinh doanh thì các bạn phải tính theo mô hình khác, đó là nuôi số lượng lớn và nuôi diện tích rộng ra. Và nếu mà để phát triển mạnh thì các bạn phải nuôi theo cái cách là làm ví dụ cái làm cái độ chảy nhá, độ chảy và độ cuốn nước để cho nó đối lưu và nó tăng cái hàm lượng oxy ấy. Như vậy mình làm cái bể chứa lắng đọng ấy. Ví dụ bạn nào đã từng đi hồ núi cốc rồi ấy, các bạn vào cái mê cung ấy. Đấy, chúng ta xây theo kiểu như thế và ta cho nước chạy như thế thì và lâu lâu mình để một cái hố sâu để cho nó lắng cát, lắng cặn bẩn ấy, thì là nó sẽ chỉ chảy phần nước trong bên trên thì đương nhiên là chúng ta sẽ giữ được cái lượng cá rất trong và sạch cái nước ở phần nước đấy nên là rất sạch nha các bạn nhé. Đấy, các bạn xem này, bơm chỉ cần gần đấy nước tí nữa nó đầy với gạch này được, không cần phải nhiều nó lãng phí tiền điện mà hai nó lãng phí nước đấy, nên chúng ta chỉ cần nuôi nó ngập lưng của nó đấy. Các bạn chỉ cần nuôi ngập lưng thôi là cũng đã đạt yêu cầu rồi, không cần phải nhiều nước các bạn nhé. Ngập lưng con cá này thôi là đã tha hồ rồi đấy. Vì nếu mà các bạn cho ăn con giun quế mà các bạn làm sạch rồi ấy, thì nó nước rất sạch, nhưng nếu các bạn làm nó chưa sạch ấy mà tức là ta cho lẫn cả mùn cả ấy, tối mùn nước nó sẽ nhanh bẩn thì chúng ta phải nhanh thay, còn nếu không thì ta cứ để như thế này thì cũng được hàng tuần các bạn, không bị gì cả đấy. Tóm lại là khi ta ăn ấy, thì mình càng làm vệ sinh sạch sẽ bao nhiêu thì khi mình ăn con cá càng ngon bấy nhiêu, không có gì hết. Đấy, hôm nay mình tranh thủ chia sẻ và trao đổi một chút với các bạn cái cách nuôi của mình. Đây là cái cách nuôi cá chê mà mình có nhiều kiểu nuôi cá chê trên cạn lắm, nên là các bạn nuôi tải có đấy, và ở cái bên kênh Từ Quê Làm Giàu ấy thì là mình cũng đã hướng dẫn rất nhiều cách nuôi cá chê, và cá chê trong bao tải là mình cũng đã hướng dẫn lên rồi. Mong là tất cả mọi người có thể là thấy đây là một điều hữu ích thì có thể các bạn áp dụng. Còn bạn nào nuôi số lượng lớn như thế nào và tìm được cái đầu ra làm sao ấy, thì là cái đấy nó phải do khả năng của từng người, nên là cái nuôi nhiều nhưng mà phải có đầu ra các bạn nhé. Nếu mà không có đầu ra là rất khó, vì cái giống cá chê này chúng ta nuôi là số lượng thì nó có thể ta mua rất nhiều và ta làm được rất lớn, nhưng mà cái đầu ra có đảm bảo cho ta tiêu thụ được hay không thì đó lại là một cái vấn đề mà các bạn cần phải nghiên cứu. Chính vì thế mà hôm nay mình chia sẻ một chút như vậy thôi. Xin lấy đây là một cái mô hình mới để cho một số bạn nha. Đấy, diện tích thì nó chỉ có hơn 1 mét thôi, nhưng mà chúng ta cũng nuôi được trăm con, đây vẫn còn rộng mênh mông này. Nếu các bạn nuôi thêm nữa vẫn được, như đây mình chỉ cần sử dụng đến gần này nên mình không cần thiết phải nuôi nhiều các bạn nhé. Đấy, nuôi cũng không cần phải nhiều cỡ. Như tóm lại là các bạn lúc đầu thì không nên nuôi chênh lệch quá, nếu mà chúng ta không có đủ hàm lượng thức ăn thì con to nó sẽ ăn con bé. Nên là chúng ta nuôi là chúng ta phải tính xem khi nếu mà các bạn nuôi con to. Đấy, ví dụ như con to rồi các bạn ạ. Mà con bé các bạn thả vào thì các bạn nên có cái vách ngăn này này. Đấy, cái vách ngăn này này để con to nó không sang ăn con bé được, thì là chúng ta phải cho cái vách ngăn này vào, tăng thêm cái vách ngăn vào cái trong bể này để cho con to nó không thể tấn công con bé nhá. Đấy. Đấy các bạn nhìn không, cá thích mát không? Đấy, rất tuyệt vời các bạn. Đây, đây quay cho các bạn xem. Đấy. Bắt đầu nó thay nước đấy là nó tú lại đấy, rất nhiều luôn. Đấy, đây cả góc này không thấy một con nào đến thì nó đang dồn hết sang bên phần nước nha, nước mới. Đấy, 100 con các bạn thoải mái đi, không có gì cả. Đấy, con to cũng tầm 3 lạng rồi. Đấy. Những con chê to ấy là như thế là khai thác được rồi, vì nó là chê ta nó chỉ thế thôi, còn chê lai nó to hơn nên chê ta. Đấy các bạn thấy không, cá hồ vùng vẫy. Và Sáng Tạo Vlog xin gửi lời chào trân trọng và xin chân thành cảm ơn đến toàn thể mọi người nhé. Xin lần nữa xin cảm ơn.